ngang qua con phố Khúc Hạo, Hà Nội, bất cứ ai cũng sẽ đều phải ấn tượng và dừng chân tại căn biệt thự nhỏ mang phong cách Pháp, nơi chứa đựng một không gian mở nhiều cây xanh, ánh đèn và âm nhạc du dương, chứa đựng một lối kiến trúc cổ điển xen lẫn hiện đại thật đẹp. Cái đẹp nhẹ nhàng, thư thái mang đến sự thoải mái cho những vị khách ghé qua, nơi mang đến những đồ tráng miệng đậm chất châu Âu, ngon đến khó quên. Nơi đây quả là một địa điểm lý tưởng để các bạn trẻ ngồi nhâm nhi cốc cà phê hay thử những món tráng miệng độc đáo. Đặc biệt, ở góc nào của quán cũng có thể chụp những tấm hình đẹp. Về không gian của quán thì chủ yếu là trang trí theo phong cách của Bắc Âu, sẽ tạo cảm giác là thoải mái, tự nhiên và gần như là một khu vườn tự nhiên ấy. Ngoài điểm mạnh về không gian, phần đồ uống của quán cũng khá ấn tượng. Thực đơn của quán luôn được làm mới để phù hợp với thị hiếu của khách hàng, nhưng cũng luôn duy trì các sản phẩm đặc trưng. Đến đây, bạn có thể vừa thả hồn vào không gian yên tĩnh, vừa thưởng thức những thức uống đặc biệt. Không gian của quán thì rất là đẹp, và nói chung là phong cách cổ điển thì rất là phù hợp với cả mọi lứa tuổi. Còn đồ uống thì thấy là cũng khá là ổn. Vào tiết thu se lạnh, nếu bạn đang cần một không gian yên tĩnh vào những ngày cuối tuần, dành thời gian thư thái, thì nơi đây là một lựa chọn không tồi. Và còn nhiều điểm đến thú vị nữa đang chờ đón bạn trong Let's Go. Nào, cùng dịch chuyển. Hãy đón xem để lựa chọn cho mình một điểm đến ưng ý các bạn nhé.